Quay sang với tin tức liên quan đến Âu Châu, thưa quý vị. Nước Pháp tổ chức duyệt binh nhân quốc khánh 14 tháng 7. Chính nước NATO là khách mời danh dự. Nước Pháp tổ chức lễ diễn binh truyền thống nhân ngày quốc khánh 14 tháng 7 2022 trong bối cảnh chiến tranh nổ ra ngay tại Âu Châu. Chính nước Đông Âu, thành viên của NATO, là khách mời danh dự mở đầu buổi lễ. Tiếp theo là lực lượng của nước Pháp đóng tại Sườn Đông, ngay sát Ukraine, quốc gia bị Nga tấn công từ ngày 24 tháng 2. Pháp muốn giành vị trí đặc biệt cho chính nước Đông Âu, gồm có Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria là những nước trên tuyến đầu đã giúp Ukraine chống xâm lược Nga và bảo vệ an ninh cho NATO. Theo hãng thông tấn AFP, chủ đề lễ diễn binh năm 2022 là chia sẻ ngọn lửa với khoảng 6.300 người tham gia, trong đó có gần 5.000 người diễn hành dọc theo đại lộ Champs-Élysées của Paris. Khoảng 14 đơn vị của Hải quân Pháp tham gia lễ diễn binh và cũng để đánh dấu tròn 400 năm thành lập. Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà điều tra an ninh mạng của Hiến binh Pháp cũng tham gia cuộc diễn binh. Ngoài ra, còn có nhiều thiết bị quân sự được huy động. 64 chiếc máy bay, một máy bay không người lái Reaper, 25 máy bay trực thăng, 200 con ngựa và 181 xe cơ giới. Buổi lễ cũng là dịp để nước Pháp trưng bày những phương tiện mới của quân đội Pháp như xe bọc thép trinh sát Jaguar, xe bọc thép thế hệ mới Griffon. Lễ diễn binh kết thúc với bài hát France, tức là nước Pháp, được soạn riêng nhân dịp này do nghệ sĩ Candice Paris trình bày. Sau lễ diễn binh, Tổng thống Emmanuel Macron trả lời phỏng vấn truyền hình của hai đài TF1 và France 2 trong bối cảnh chính trị nội bộ Pháp khá phức tạp và không có lợi cho đảng cầm quyền, cũng như tình trạng lạm phát do chiến tranh Ukraine. Trên quy mô toàn quốc, khoảng 125.000 cảnh sát cũng như hiến binh đã được huy động để bảo đảm an ninh cho ngày lễ. Nhiều thành phố dự trù bắn pháo bông mừng ngày quốc khánh 14 tháng 7 tại Pháp. Tại Paris, thủ đô của nước Pháp, theo truyền thống hàng năm, pháo bông được bắn ở tháp Eiffel lúc 11 giờ khuya, kéo dài, thưa quý vị, khoảng 30 phút để vinh danh tự do. Trong buổi tiệc chiêu đãi tối ngày 13 tháng 7 của Bộ Quốc phòng, ông Emmanuel Macron cho biết ông muốn đánh giá lại tham vọng quân sự của Pháp cho giai đoạn 2024-2030 trong bối cảnh chiến tranh trở lại Âu Châu. Tổng thống Pháp giao cho Bộ Quốc phòng hoàn thiện luật về chương trình quân sự mới, gọi tắt là LPM, cho đến cuối năm 2022 để mà đưa ra thảo luận ở Nghị viện vào đầu năm tới, tức là 2023.